Đây là bé Vận Địch, mã số V04 của trại chó Phú Quốc Sài Gòn. Thì hiện tại là mình thấy bé này là mảng màu đang bắt đầu sáng ra nè. Các bạn nhìn kỹ nè, nó không vàng hẳn mà sáng ra, khả năng sau này cũng một nhân tố bí ẩn của trại. V04 đây, mình quay cận cảnh đây. Xoay các bạn thì thấy nằm êm ru rồi. Hiện tại là mà trại đang tập sức cho mấy bé, tập sức để cho nó quen đi. Nó nhỏ này tập sức cho nó thuần xíu, chứ nhiều lúc mà thả mốt sau này cái tập sức nó khó lắm, nó lớn nên nó khó. Thì cái công việc này bên trại sẽ trước khi có miếng bé mà bay lỡ cỡ nè thì mình sẽ tập sức sẵn, thì khách hàng chỉ bắt về xích lại xong, nó không có la hét nhiều. Còn mấy bé mà không chịu tập sức sớm á, sau này cực lắm, rất cực. Đây, mảng màu quá khá đẹp nha. Theo mình thấy xoáy là vừa thôi, không có dài, xoáy vừa. Ô, mảng mèo cực đẹp, sáng màu. Bé này là Vận Địch, mã số 04 của trại chó Phú Quốc Sài Gòn. Rồi các bạn thì cứ đăng ký kênh, subscribe kênh YouTube mình á. Ưng bé nào á thì liên hệ mình, đọc mã số với ngày mình boss. Đây mới tập. Đây mới tập xích xong. Rồi nhớ like, share kênh và subscribe kênh của mình nha, kênh YouTube Trại Chó Phú Quốc Sài Gòn. Và xin chân thành cảm ơn. Thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại 0989 356 396.